Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kỷ trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Hương Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, em Mai Phương, cameraman kênh Cuộc Sống Hương Thơ Hậu Giang. Chúc cô chú anh chị mình xem clip hôm nay thật là vui ạ. À, dạ, em trở lại với chỗ của anh Bào tiếp tục chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô phôi mai vàng. À, bonsai lùng liền có hai cô chú đế đẹp, đế quái. Mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ kênh, ủng hộ cho anh Bào như những clip trước ạ. Thầy em xin mời cô chú chị mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của anh Bào luôn ạ. Chào anh Bào ơi. Rồi. Chào Phương, chào em. Con xin kính chào cô chú anh chị gần xa trên cả nước ạ. Hôm nay con về được một số phôi mai vàng với 4 phôi mai ghép để chơi Tết ạ. Vậy địa chỉ của con là ở xã Dừng Thành, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ ạ. Số điện thoại là 076887998 ạ. Dạ. Dạ, chú con vô phôi số 1 ạ. Vô phôi số 1 ạ, phôi mai vàng. Một phôi mini để bàn ạ. Dạ, đầu đế là một phôi mini để bàn với cô chú phôi mai vàng nha. Cây nhỏ mà có củ khéo mà cô chú anh chị. Dạ, tay lắm ha cô chú anh chị. Dạ, em xin một số luôn ha. Bên đây là 21. Dạ. Chiều cao là 30. Đường kính bầu là 27 ạ. Cây này cũng có đâm tuần sống khỏe luôn nha cô chú anh chị. À, cây số 1 này giao lưu của chú anh chị giá 500k. Rồi rồi, 500.000, phôi mai vàng mã số 1. Em đổi luôn ha. Mã số 2. Mã số 2. Cây này cũng nhỏ gọn dễ chơi ha cô chú, đâm tuần quá trời luôn rồi nha. Lâu năm đang bứng được 700 ngày vậy. Dạ, dạ em sẽ nông số luôn ạ. À. Bên đây là 20. Dạ 20 ạ. Chiều cao là 33. Đường kính bầu là 29. Thôi mã số 2 nè, xin phép giao lưu là giá là 500 luôn. Dạ 500 mã số 2 luôn nha cô chú anh chị. Mã số 3. Số 3 cũng là phôi mai vàng. Cây lùng lực có cốt cành luôn hả cô chú anh chị. Lô này nhỏ mà già cây lắm nha cô chú. Dạ giờ em xin nâng số luôn nha. Quỳnh chỉ là 30 ạ. Dạ 30 Quỳnh. Chiều cao là 45. Đường kính bầu là 34. Phôi mai vàng mã số 3 này con xếp cho luôn với giá là 800 ạ. Dạ 800 mã số 3 nha cô chú, cây nào cũng đã đâm tuần sống khỏe hết trơn luôn ha. À, em đổi cây luôn nha. Dạ, tiếp theo mã số 4. Cây này thì phong cao hơn xíu nha cô chú, có cốt cành. Số 4 là cây cũng mai vàng, phôi mai vàng luôn ạ. Cây này quá cây có hột sụ đây hay cô chú anh chị. Sụ quá trời bự. Dạ. Nguyên cục luôn. Đế cũng khá nha quý cô chú ha. Dạ trời, em xin nâng số luôn ạ. Đường kính này là 30 ạ. Dạ 30 rồi. Chiều cao là 78. Cái đường kính bầu là 38 luôn ạ. Dạ. Phôi mai vàng mã số 4 này xin phép giao lưu là giá 1.600.000 ạ. Rồi 1.600.000 cô chú, cây này cũng đã đâm một luôn rồi ha. Dạ rồi em đổi cây luôn nha, 1.600.000. Mã số 5. Cây này cũng đâm tuột tùm lum hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Lâu này sống khỏe hết nha cô chú. Dạ. Rồi em ra xin thông số luôn thế nào. Quỳnh 924 ạ. 24 rồi. Chiều cao là 49. Dạ.
cái đường kính bầu là 36 ạ. Phô mai vàng mã số 5 này khách tôi lưu với giá là 600 ạ. Dạ 600 nha mấy cô chú, mã số 5. Dạ. Mã số 6. Số 6. Cây này rất là già cây luôn nha cô chú chị. Dạ nu nặng nha chú. Đâm tường sống khỏe luôn ạ. Đế gì một củ nở luôn nha cô chú chị. Rồi em xin đâm số luôn nha. Bình chiếc này 26 ạ. Dạ 26 ạ. Chiều cao là 63. Cái đường kính bầu là 38 ạ. Phô mai vàng mã số 6 này con xếp cho lưu với giá là 1.300.000 ạ. Dạ 1.300.000 luôn nha cô chú anh chị. Cây này già cây mà đâm một sống khỏe hết rồi cô chú anh chị mình yên tâm hả. Dạ dạ em đã cây luôn nè. Mã số 7. Mã số 7 ạ. Cũng là một em phôi mai vàng phong cao đâm tụt sống khỏe lắm nha cô chú. Cái này đế nó chích ra lên cô chú. Còn được lực không ha? Dạ. Rồi con gửi lực lực miếng bấu xuống luôn nha chú chị. Cây gì cũng đây đâm tụt sống khỏe luôn nha. Dạ rồi em xin thông số luôn anh ha. Hình như chiếc này 35 ạ. Dạ, hoành được 35. Chiều cao là 1m ạ. Đỉnh bầu là 50. Rồi, phô mai vàng mã số 7 này xin giao lưu với giá là 3.500.000 ạ. Dạ, 3.500.000 nha cô chú anh chị, mã số 7. Dạ. Rồi số 8. Và phục em trực lắc luôn nha cô chú anh chị. Phôi mai vàng. Lục cây nó già cây nó nu nặng cho cô chú. Và cây này cũng đang rất là khỏe luôn nha cô chú. Đâm một cái chân luôn ạ. Cái thân thì nó nu nặng luôn nha. Ủa đứa cũng quái hả. Dạ. Giờ em xin năm số luôn ha. Bệnh chiếc này 25 ạ. Dạ dạ. Chiều cao là 79. Cái đường kính bầu là 39 luôn ạ. Rồi phô mai vàng mã số 8 này kết tôi lưu với giá là 1.800.000 ạ. 1.800.000 nha mấy cô chú, mã số 8 một em trực lắc ha. Dạ dạ. Mã số 9. Mã số 9. À, cây này cũng chật lắc luôn nha cô chú anh chị. Đế nơm luôn ạ. À. À, em xin đông số luôn nha. Bình chí này là 22 ạ. Dạ rồi 22 bình. Chiều cao là 76. Cái đường kính bầu là 39 ạ. Phôi mai vàng mã số 9 này em sẽ phép Zalo với giá là 1.000.000 ạ. Dạ 1.000.000 chẳng luôn với cô chú anh chị. Dạ rồi em xin đổi cây luôn ha. Đổi cây. Mã số 10. Dạ mã số 10. Là một phôi mai vàng một cốt hay cô chú anh chị? Dạ, cái này một cốt chi cành đóng tứ gì luôn nha cô chú anh chị. Củ này nở như củ sứ nha cô chú. À, cái này thì nó hơi xiêm nhẹ ha. Nở tròn vo cho ha. Dạ. Cây cũng mới bứng giờ cũng chưa vệ sinh gì cho ha. Thời chi cành rất là đều cô chú anh chị, mình lợp cái càng thông là mau chơi luôn nha. Cây này già cây cái thân nó nu nằng luôn nha cô chú, mấy cái chi cành này nó nu nu hết trơn ha. Cái này mình ghép đi đường dài ngon lắm cô chú anh chị. Dạ. Không tặng lớn ha. Cái củ nở luôn ạ. À.
cọng rễ thì lực lực nó trải đều bầu luôn nha quý cô chú. Rồi em xin thông số luôn ha. Mình như chỉ là 51 ạ. Dạ 51 mình. Chiều cao là cỡ 1m7 cô chú anh chị. Dạ. Tổng hành đế chắc 1m7 luôn ạ. Dạ. Đường kính bầu là 69 ạ. Dạ. Rồi phơm bây vàng mã số 10 này phép tôi lưu ý cô chú giá là 10.500.000 ạ. Dạ 10.500.000 nha cô chú. Như một cái củ trà đá luôn ha. Chi cành thì đóng tới diện luôn ạ. Thôi cô chú anh chị mình thích những cây phong cao lực cây như thế này thì mình liên hệ với số điện thoại bà dưới đây nha. Đây rồi. Rồi mã số 11. Mã số 11 là một cây tứ quý cấp cũng cao hơn cô chú anh chị. À, phơm lùng lực luôn cô chú chị ha. Tứ phơi tứ quý ghép cúc thọ hương. Cái này là ghép được 3 mùa hay cô chú anh chị? Dạ. Lúc nụ là Tết mình chơi là rất là ok hay cô chú. Bông cúc thọ hương bự chà bá nữa luôn nha. Cây này lúc nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị, Tết nay chơi bông là trúng cây luôn ạ. À. Cái dàn xương đi sửa thành phẩm hết trơn cô chú. À mấy cái bo ghép này là nó to từ ngón út của em ăn lên ngón cái nha cô chú anh chị ha. À chi cành rất là đều xương dày luôn á cô chú anh chị. Đế gì vậy? Đế khá là đều luôn nha. Dạ rồi em xin thông số luôn nha. Bình chí này là 40 ạ. Dạ 40 ạ. Cái này cũng có nở nở cũng như cô chú. Chiều cao là 1m05. Dạ. Cái tán ngang là 1m45 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi cây nằm chậu 7 ha. Độc lập 7 tắc. Chậu 8 mình ha. Cây cúc thọ hương ghép với phôi tứ quý nha cô chú anh chị. Cô chú mình xem cái vàng nút nụ giúp em ha. Mỗi nách lá luôn ạ. À. À. Cái vàng xương cốt cành bên trong thì mấy cái bo ghép nó gần gần liền hết trơn rồi đó cô chú. À, mình giao lưu giá bao nhiêu vậy anh ha? Rồi phôi mang tứ quý mã số 11 cái bức thư này anh xin giao lưu quý cô chú anh chị giá là 17 triệu ạ. Dạ 17 triệu nha cô chú anh chị, mã số 11. Cái này thì em bao ship 300 cây nha cô chú anh chị. Dạ. À, cây này Tết chơi bông cá là dữ lắm luôn á mấy cô chú. Rồi em đổi luôn nha. Rồi mã số 12. Mã số 12 cũng là tứ quý cấp cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Cái phôi tứ quý này đế nôm sởm ha, mà nó gom cũ lại luôn nha cô chú anh chị. À, quá trời cái dàn nút nụ luôn á. Nụ lũ nu luôn nha quý cô chú anh chị. Ở đây ba bo ghép. Cái thân dưới này là cái bo ghép chà bá lũ nó nu ra luôn ha. Rồi ở trên này mình ghép cũng được 4 bo luôn nha cô chú anh chị. Bo ghép nè bự lớn tay cái em ăn lên hết rồi ha. Cái này mình ghép được mấy mùa anh ha? Cái này ghép được 3 mùa rồi phải. Dạ. Rồi cô chú anh chị mình xem phần đế giúp em ha. Đế này nó nơm nó cắm cắm xuống mới với cô chú. Dạ.
Dạ em xin thông số luôn anh ha. Bình chiếc là 40 luôn ạ. Dạ 40 anh. Cắn cầu ghế. Nhà Hoành là 38 ạ. Dạ 38. Cái chiều cao là 1m ha. Dạ. Cái đường kính tàn là 1m5 ạ. Dạ rồi. Cây nằm bên này cũng nằm chậu 7 luôn ha cô chú anh chị. Cây này cô chú anh chị mình chơi một cặp với mã số 11 ha. Tết chơi bông là gực gỡ luôn ạ. Rồi, mã số 12 này thì mình giao lưu giá bao nhiêu vậy anh ha? Rồi, phôi mã số 12 này xin phép giao lưu với giá là 15 triệu ạ. Dạ, phôi tứ quý ghép cúc thọ hương. Cây này cũng thành phẩm luôn rồi nha cô chú anh chị. Cây này chi Tết mình đem cho mình, để Tết mình dưỡng, Tết mình chơi cô chú anh chị. Dạ, bông chùm 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 luôn nha. Dạ rồi, em đổi luôn à. Chú anh chị, cây hành thú ha. Dạ. Mấy con thú nào nướng luôn. À, phôi mai vàng ghép gì anh ha? Dảo thơm. Dạ ghép dảo thơm. Cái phôi nhìn rất là dễ cưng nha quý cô chú. Cái này có 4 chân thấy rõ luôn ha. Thú nó mập quá trời mập luôn. Có chân chữ. Trời, cái này ghép dảo thơm được 4 bo, 3 bo nha cô chú. À, có một số nút nụ thì mình chơi Tết cũng khá là ok nha. Dạ rồi em xin thông số luôn à. Bệnh chí là 27 ạ. Dạ 27 của anh. Cái cú đặt của con thú là 55. Chiều cao là 86. Dạ rồi. Cái đường kính tàng là 78 ạ. Phôi mai vàng mã số 13 ghép trả thơm mã số 13 này xin phép lưu với giá là 4.500.000 ạ. Dạ 4.500.000 nha cô chú anh chị. Cái dáng nó nhìn dễ thương lắm luôn ha. Thú này bụng bự luôn à. Thú này nó ăn no nó nghỉ không à. 4.500.000 nha mấy cô chú anh chị. Em đổi cây luôn ha. Tiếp theo là phôi mã số 14. Cũng là cây của clip cô chú anh chị. 13. 14 thôi. 14 hả? Cây này 13. Dạ. Rồi mã số 14 nha cô chú. Là một phôi tứ quý gấp giáo anh đô ha. Dạ. Cây này đế nó chảy đều bậu cho như cái đước vậy. Cây nhỏ mà nó dài cây ha. Đế là cứng bầu luôn nha cô chú anh chị. Quá trời cái đế ha. Tay cành này về rất là có duyên nha cô chú anh chị. Giá trị là dảo nhìn đô đang có nút nụ luôn nha. Dạ, dạ em xin thông số luôn à. Quỳnh chỉ là 26 ạ. 26 Quỳnh. Đó cũ đã đặt nó. Cái cũ đã đặt là 86 ạ. Dạ rồi. Cái chiều cao là 95. Dạ. Cái tán ngang 85 ạ. Phôi tứ quý ghép giá anh đô mã số 4 này xin phép lưu ý cô chú anh chị giá là 5.500.000 ạ. Dạ 5.500.000 nha cô chú anh chị. Nguyên một bộ đế sổ nôm cứng luôn ha. Cây này nhỏ mà già cây lắm nha cô chú anh chị. Dạ 5.500.000 anh. Dạ 5.500.000 ạ. Dạ rồi. Rồi em đổi cây luôn nha. Đó, hết rồi Phương. Cô nhà dạ. Cô có clip rồi. Cô có clip anh chào hết em luôn dạ. À. Clip cần xin kính chúc cô chú anh chị ngày mới vui vẻ hạnh phúc ha. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip luôn ạ. À. Em xin chào hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo luôn ạ. À.